hai ngày đầu em bệnh viện. Nội viêm phổi à? Nội à? Lúc mình là nửa tháng luôn. Dạ. Tức là còn có nửa nữa. Dạ. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em cái bài sổ của bài tập viên của mình cấp. Mấy em học được bao nhiêu bài ngoài tổng quát rồi? Mấy em học mấy bài? Đi thế. Học mấy bài không nhớ nữa. Thì hôm nay chúng ta học cái bài sổ bí mật. Thì tôi nhắc sơ lại về giải phẫu học và sinh lý của nó. Từ bài bí mật mà mình tiến ra ở gan đổ vào các cái tiểu bản mật. Sau đó các tiểu bản đổ vào các ống mật lớn hơn của các ống hạ phân thùy, ống phân thùy, rồi ống gan phải, ống gan trái. Sau đó đổ về cái mặt lưu của đường mật bên gan phải và gan trái, đổ vào ống gan chung. Ống gan chung hợp và là cái ống túi mật tạo thành ống phân chủ. Ống phân chủ đổ vào tắc nghẽn. Thì sinh lý bình thường túi mật đó là cái nơi dự trữ dịch mật giữa các cửa gan. Khi mà chúng ta nói thì cơ bò đi chỗ này nó sẽ co thắt làm cho dịch mật không có tiết ra. Trong cái thì là chúng ta đấu khi chúng ta ăn no cứ muốn ăn vào dạ dày đi qua cung bát đẹp thì cơn cung bát đẹp nó báo cho cụ thể thì từ những cụ thể này nó sẽ kích hoạt những cái cung phản xạ điện truyền thần kinh. Thì từ cung phản xạ điện truyền thần kinh đó nó tiến ra nó có hai đường điều khiển chính, đó là một là đường qua đường tĩnh mạch và hai là đường qua hậu môn thể dục. Thì qua hậu môn thể dục thì cái vai trò của cái chất mà tham gia vào quá trình điều tiết mạch đó là CCK, cholecystokinin. Cái cholecystokinin nó có vai trò thứ nhất là mở rộng cơ bò đi để dịch mạch được thông suốt vào trong mạch tắc nghẽn. Thứ hai là làm co bóp túi mật để đẩy dịch từ trong dịch mật được chịu đựng trong túi mật vào trong mật tắc nghẽn. Đó là hai vai trò chính của CCK trong quá trình điều tiết mật. Thì cái túi mật nó có vai trò chịu đựng dịch mật trong cái tế bào gan, nó sẽ tiết ra mật liên tục. Thì dịch mật từ cái gan tiết xuống nó là dịch mật lỏng. Túi mật có vai trò hấp thu nước điện giải và làm khô đặc dịch mật. Túi mật là dự trữ và khô đặc dịch mật trong cái giai đoạn mà bệnh nhân nhịn đói. Khi bệnh nhân ăn no thì tất cái túi mật nó sẽ co bóp làm cho bao nhiêu dịch mật trong túi mật này nó được thấm xuất vào trong tắc nghẽn để tiêu hóa chức năng. Và cụ thể đó là chủ tiêu hóa chất béo để giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu chất béo. Thì thông thường cái dịch mật, cái túi mật nó có thể chứa từ khoảng 40 đến 60 ml. Mà lên gan theo sinh lý bình thường thì một ngày gan nó tiết ra khoảng 900 ml mật. Và 900 ml đó nó sẽ được túi mật tái hấp thu lại chỉ còn khoảng cho vài chục ml thôi. Do đó cái túi mật nó có khả năng cô đặc rất là lớn. Cô đặc bình thường có thể đến 15 đến 20 lần so với dịch mật bình thường. Thì đó là cái sinh lý bài tiết mật bình thường. Thì khi nó có những bất thường xảy ra trong cái quá trình bài tiết mật, thành phần dịch mật nó có rất là nhiều thành phần, chủ yếu là nước, điện giải, muối mật, cholesterol, lecithin. Thì khi mà cái thành phần muối mật và cái thành phần cholesterol nó không có mất cái cân bằng, cholesterol tăng
nồng độ cholesterol trong dịch mạch tăng là một yếu tố nguy cơ tạo sỏi. Khi mà cái cholesterol nó quá và bão hòa trong sách giáo khoa hay là trong bài sỏi túi mật, chúng ta sẽ có cái tam giác small. Khi mà ba thành phần chính trong dịch mạch nó có cái sự quá bão hòa của cholesterol thì đó là cơ chế chính để hình thành sỏi cholesterol. Thì định nghĩa sỏi túi mật là gì? Sỏi túi mật là sự kết tinh của các cái tinh thể bên trong túi mật tạo ra những cái sỏi. Nên thì cái thành phần sỏi có thể thay đổi tùy theo cái cơ chế sinh bệnh nó là gì, nó có thể chứa nhiều thành phần chút xíu nữa các bạn cái phần đó. Thì cái phần trên sơ đồ này tôi chia ra là hai loại sỏi túi mật và sỏi túi mật chính. Sỏi túi mật tức là sỏi định nghĩa là sỏi nằm trong túi mật, và sỏi túi mật chính là sỏi được nằm trong hệ đường mật, có thể là đường mật trong gan hoặc đường mật ngoài gan. Và hai bài này, hai cái bệnh này đều là sỏi mật, nhưng chúng ta sẽ được học vào hai bài khác nhau. Tại sao? Tại vì điều trị tiên lượng hoàn toàn khác nhau. Sỏi túi mật điều trị đơn giản, tiên lượng rất tốt, trong khi sỏi đường mật điều trị phức tạp hơn nhiều, nguy cơ biến chứng nhiều hơn nhiều. Thì chúng ta sẽ được học sau một cái bài khác. Thì nói sơ về cái đặc điểm của sỏi túi mật, thì sỏi túi mật là một cái bệnh phổ biến ở người châu Âu và châu Mỹ nhiều hơn người châu Á. Lý do tại sao? Nó khác với lại sỏi đường mật. Sỏi đường mật là cái thường gặp ở người châu Á. Nhưng sẽ thấy là cái sỏi đường mật thường gặp ở những người cá nhã, thập thị, trong khi sỏi đường mật thì gặp ở nông thôn, hệ sinh kém, tầng lớp xã hội thấp. Nó là thường gặp thôi chứ không phải là luôn luôn. Đó thì Âu Mỹ là những nước phát triển, đại loại là những nước giàu mà. Thì cái thành phần ăn uống của họ sẽ có cái yếu tố nguy cơ. Đó là gì? Mình sẽ hiểu rõ tại sao mà những người Âu Mỹ thì cái tỷ lệ nó nhiều hơn. Và nó còn tùy thuộc nhiều những yếu tố khác, ví dụ như chủng tộc. Có những chủng tộc mà mắc bệnh nhiều hơn, chủ tạo ra bệnh lĩnh hơn, thì do một phần và nó có liên quan đến yếu tố gen. Riêng ở Việt Nam thì chưa có một cái báo cáo nào mà với số lượng lớn đáng tin cậy về cái mức độ lưu hành của sỏi túi mật trong dân số. Tuy nhiên một số báo cáo nhỏ cho thấy có khoảng 26% dân số mắc bệnh sỏi túi mật, và đa số là sỏi túi mật của Việt Nam là sỏi sắc tố. Thì tí xíu tôi sẽ phân tích các cái loại sỏi sắc tố là sao, sỏi cholesterol là sao. Còn một cái điểm thì giải học nữa chúng ta lưu ý, đó là đa số là gặp ở nữ nhiều hơn ở nam. Diễn biến tự nhiên sỏi túi mật, đa số sỏi túi mật không có triệu chứng, tức là sỏi nó nằm, nó tồn tại một cách hòa bình, không nghe ra triệu chứng gì cả, khoảng 70%. Một số trường hợp sẽ có biểu hiện triệu chứng. Và vậy thì câu hỏi đặt ra thì nếu mà không có triệu chứng, tình cờ đi khám sức khỏe siêu âm phát hiện ra sỏi túi mật, vậy thì mình sẽ làm gì và tiên lượng nó như thế nào? Thì cái bản này cho chúng ta một cái ước lượng cho trong cái tim đó, cái sỏi này trong tương lai sẽ như thế nào. Thì sau 5 năm có khoảng 10% sẽ có triệu chứng. Còn triệu chứng gì mình sẽ làm sao nha? Về cái tập trên slide này cho hiểu là nó xuất hiện triệu chứng thôi, triệu chứng mình sẽ ở mặt mình sẽ làm trên slide sau. Sau 10 năm thì có 15%, sau 15 năm thì có 15% có triệu chứng đó. Và cái khoảng thời gian 15 năm này là một khoảng thời gian khá dài,
và không có một cái nghiên cứu nào mà người ta theo dõi quá 15 năm. Cho nên là cái mốc 15 năm là mốc mà các em sẽ thấy dài nhất mà người ta có theo dõi. Đây là theo số liệu của Phạm Hà Ra, tác giả thống kê trên 1.000 trường hợp theo dõi sở thú mật. Và cái biến chứng của sở thú mật này là một hoạt động của bạn thêm có rất nhiều biến chứng, nhưng biến chứng thường gặp nhất đó là gây ra viêm thú mật cấp. Thì đối với viêm thú mật cấp nó có thể có nhiều nguyên nhân, thì trong đó là nguyên nhân do sỏi nó chiếm tới 95% trường hợp viêm thú mật cấp. Do đó có thể nói rằng sỏi thú mật là nguyên nhân chính gây ra viêm thú mật cấp. Rồi nãy giờ mình đã nói một số cái về sỏi cholesterol, sỏi sắc tố, sỏi hỗn hợp. Thì vậy thì định nghĩa sỏi đó là như thế nào? Trước tiên, sỏi cholesterol. Định nghĩa sỏi cholesterol là sao? Tức là thành phần cholesterol trong viên sỏi chiếm trên 70%. Thế thì cái đặc điểm, các em nhìn cái hình đại thể sỏi cholesterol có đặc điểm có là gì? Thứ nhất là cái màu nó sáng màu, nó có thể có màu trắng hoặc là vàng và hơi xanh. Kích thước thì thường là nó to, có thể là các kích thước nó tương đồng với nhau, cũng có thể là viên thì to, viên thì nhỏ, hình dạng thì rất là đa dạng phong phú, nó không có nhất định là một cái hình dạng nào, mà một cái đặc điểm nữa là thường là nó cứng. Cho nên thì các em nhớ được cái đặc điểm này để khác mà qua những cái loại sỏi khác thì mình không lấy. Thì chiếu phá thì loại của sỏi cholesterol là gì? Đây là cái loại sỏi chính của cái người Âu Mỹ. Đây là loại sỏi của người nhà giàu đó. Thì người ta thống kê rằng có thể nó liên quan tới cái tố chủng học và gen. Đối với người Bắc Mỹ bạn bè, tức là người không phải là cái người nhạc tương đó, là cái người mà Âu Mỹ mà sống từ xưa giờ từ trên lãnh thổ nước Mỹ đó. Và là người Bắc Âu. Thứ hai đó là những cái bệnh nhân béo phì. Thì mình học trong sách giáo khoa các em có ghi đó là đúng F. Thì béo phì đó là một F trong bốn á, tức là phát. Rồi một F thứ hai đó là female, đó là tử. Một cái F nữa đó là body, là 40. 40 là cái mốc đó thôi, tức là lớn lên 40, tức là bệnh nhân lớn tuổi đó. Còn cái nữa là fertilization, tức là những bệnh nhân mà sinh đẻ nhiều. Thì bốn cái đó các em cũng thấy sinh đẻ nhiều, phụ nữ là có thứ hai trong bốn đó là yếu tố nguy cơ là nữ rồi. Do đó mà cái dịch tễ học hải mình sẽ thấy là cái tỷ lệ nữ nó chiếm nhiều hơn nam rất là đáng kể. Thì một số yếu tố khác, ví dụ như sự cân nhanh hay là sử dụng hoặc không sử dụng nữ, ví dụ như sử dụng thuốc ngừa thai estrogen. Lý do tại sao khi mà sử dụng thuốc ngừa thai thì nó sẽ tăng nồng độ cholesterol trong dịch mật, từ đó nó sẽ gây ra mất cân bằng của trong cái tam giác con lớn tuổi hơn, rồi túi mật giảm co rút làm ứ động và tạo vùng mật. Trong những trường một số trường hợp, ví dụ như ngày xưa những bệnh nhân mà điều trị lét tiêu hóa lét dạ dày bằng cắt thần kinh 10, thì cắt thần kinh 10 đó là một trong những yếu tố làm liền dạ dày, làm liền túi mật. Thì khi mà túi mật bị liền nó giảm co lớn, nó làm cho dịch mật ứ động. Đó là dịch mật ứ động. Thì đó là một yếu tố nguyên nhân, yếu tố nguy cơ tạo ra sỏi. Hoặc là những cái bệnh nhân như là tiểu đường cũng có thể nó sẽ làm giảm có co bóp của túi mật, sẽ tạo ra yếu tố nguy cơ tạo sỏi. Nên thì cái này em tập thi. Loại sỏi thứ hai đó là loại sỏi sắc tố. Thì các em sẽ thấy nó sẽ khác thì rất là nhiều. Thứ nhất là về màu sắc.
thường là cái màu nó sạch hơn là cái màu hỗ trợ cholesterol. Ở cholesterol đấy là có nhất, thường là màu trắng hoặc màu vàng hoặc là màu ngã xanh. Thì cái sợi sắc tố thường có màu đen hoặc là màu nâu, thì tùy là cái thành phần mà muối bilirubin nó như thế nào nó sẽ cho ra cái màu như vậy. Và kích thước thường nó nhỏ hơn sợi cholesterol, và khi mà nó mềm hơn mình bớt sẽ dễ vỡ hơn. Thì cái yếu tố vi trong sợi sắc tố nó hoàn toàn khác so với cái sợi cholesterol. Thì sợi sắc tố thường nó xảy ra trên cơ địa, nên là bệnh nhân tại châu Á hoặc là vùng nông thôn vùng có mức sống kinh tế thấp, nó khác với lại sợi cholesterol là sợi xảy ra trên nước châu Âu hoặc là Bắc Mỹ hoặc là ở vùng thành thị những nơi mà khá giả, thì cái này nó khác hẳn. Hoặc là nó có thể nó xảy ra trên những bệnh nhân tái huyết, ví dụ như là bệnh hồng cầu hồng liền rồi thalassemia, những cái cơ địa mà nó thường xảy ra sỏi sắc tố. Hoặc là trên những bệnh nhân xơ gan do rượu, bệnh tiêu máu ác tính, bệnh xơ gan, và nhiễm trùng đường mật mạng tính, nhiễm ký sinh trùng, tức là nó liên quan đến những trường hợp mà bệnh nhiễm trùng. Hoặc là bệnh hồi tràng, ví dụ như bệnh Crohn, bệnh viêm đại tràng, viêm hồi tràng mãn tính. Đó là những yếu tố nguy cơ của sỏi sắc tố. Một cái loại sỏi nữa đó là sỏi tổng hợp. Thì sỏi tổng hợp được định nghĩa như nào? Khi mà không thỏa hai điều kiện trên, sỏi sắc tố tức là thành phần cholesterol nó nhỏ hơn 30% thành phần của viên sỏi, còn cái sỏi và nó chiếm cái phần thành phần bilirubin và muối calcium nó trên 70%, nó ngược lại với lại sỏi cholesterol. Còn sỏi cholesterol là thành phần cholesterol trên 70%. Thì nếu mà cái loại sỏi nào mà nó không thỏa hai điều kiện này, tức là cái thành phần cholesterol nó nằm trong khoảng từ 30-70%, thì người ta gọi là sỏi tổng hợp. Sỏi tổng hợp tức là thành phần cholesterol và thành phần muối mặn nó tương đương nhau. Thì tùy theo cái thành phần nào chiếm nhiều ưu thế, ví dụ như cholesterol chiếm ưu thế thì nó sẽ có khuynh hướng giống sỏi cholesterol nhiều hơn, hoặc thành phần mà muối mặn chiếm ưu thế thì nó sẽ giống sỏi sắc tố nhiều hơn. Tuy nhiên một điều nãy giờ mình nói lặp nhập cái loại sỏi này, nhưng mà một điều cuối cùng đó là gì? Cho dù sỏi gì thì điều này cũng như nhau. Do đó mình không có đặt nặng vấn đề chẩn đoán nhân sỏi túi mật này là sỏi gì, và chỉ chẩn đoán xác định được khi bỏ các túi mật và lấy viên sỏi ra. Thứ nhất là nhìn cái viên sỏi, sờ bớt viên sỏi, và chính xác hơn nữa là đem cục sỏi này đi thử, và điều đó hoàn toàn không ý nghĩa lâm sàng. Do đó người ta không nhấn mạnh phân loại sỏi này trên lâm sàng. Do đó khi chúng ta chẩn đoán, chúng ta chỉ cần chẩn đoán sỏi túi mật là đủ. Chúng ta không cần phải chẩn đoán đây là sỏi túi mật hỗn hợp, đây là sỏi túi mật cắt tố hay là sỏi cholesterol gì cả. Nhưng mà mình phải biết lý do bởi vì nó có những yếu tố nguy cơ khác nhau, nó nằm ở cái phần dịch tễ học của nó khác nhau. Và một cái điểm nho nhỏ nữa, khi mà tụi em lên tuổi 6 tụi em học điều trị thì chúng ta có một cái bước điều trị thuốc tan sỏi nha. Ngoài điều trị, ngoài cái điều trị các túi mật, chúng ta có một cái điều kiện nội khoa với sỏi túi mật, đó là điều kiện thuốc tan sỏi và cục xô để xử lý colic. Thì cái thuốc tan sỏi nó chỉ có tác dụng đối với sỏi cholesterol và không có tác dụng đối với sỏi sắc tố. Do đó nếu mình đoán là bệnh nhân này sỏi sắc tố thì đừng nên điều trị bằng thuốc tan sỏi chi cho tốn tiền nha, và chỉ định mổ luôn. Còn những bệnh nhân còn bệnh hiểm là sỏi cholesterol thì có thể mình cho, nếu bệnh nhân không có muốn mổ hoặc là có yếu tố gì đâu hoặc gì đó thì mình có thể thử điều trị bằng thuốc tan sỏi. Thì cái bằng thuốc tan sỏi đó và điều trị lựa chọn của các điều trị như thế nào, chỉ định như thế nào, tụi em sẽ được học điều trị sao. Tụi em là chi ba đúng không? Chi ba thì chủ yếu tụi em học bệnh học và triệu chứng các bệnh có là chính. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sỏi túi mật.
rất đơn giản ha. Đây là một trong những bài đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng, dễ thực hành, vừa sức với tụi em ha. Không phức tạp gì bài khác. Biểu hiện triệu chứng lâm sàng như mình vừa nói thì nó là đa số là không có triệu chứng mà người ta phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe tổng quát, chuyên khoa tổng quát. Một số trường hợp thì bệnh nhân có biểu hiện có triệu chứng của sỏi túi mật thì triệu chứng đó là gì? Thì đó là cơn đau ngoại mật. Có nghe chưa? Có nghe cái này chưa? Rồi. Đó. Nha. Cơn đau ngoại mật tính chất là sao? Đây là tính chất cơn đau ngoại mật. Cái nhóm này có nhóm nào đi lâm sàng cho đẩy không? Đi, đang đi nổi đi lâm sàng ngoại cho đẩy có không? Chưa có không? Vậy là cái nhóm kia. Mấy em sinh viên ra khám bệnh. Còn bệnh nhân sỏi túi mật, viêm túi mật cấp đè vô đi lâm sàng tại bệnh tật của tôi. Tôi hỏi bây giờ trước mặt em bệnh nhân này em cần thấy khám cái gì? Mày không biết khám gì, quay qua hỏi tính chất của cơn đau ngoại mật là gì. Tổng cộng mấy em đi thực hành lâm sàng, cái điều cơ bản đầu tiên là mấy em phải thuộc lý thuyết ha. Ví dụ như muốn đọc cơn đau ngoại mật thì thử cơn đau ngoại mật có những tính chất ra mấy nỗi. Ví dụ như cơn đau ngoại mật tính một đến hai tiếng sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn nhiều mỡ hoặc là sau một thời gian gì đó kéo dài hoặc là sau một bữa ăn thỉnh soạn ha, xuất hiện một cách đột ngột, có thể xuất hiện vào ban đêm khi bệnh nhân đang ngủ làm cho bệnh nhân phải tỉnh giấc. À, cơn đau có tính chất đau quặn từng cơn, có thể là đau ở vị trí đau hoặc là sườn phải hoặc là thượng vị, đang trên vai phải hoặc là bả vai hoặc là đang ở sau lưng, nó mình có tục chính giác gì đó. Tức là gặp bệnh nhân là mình hỏi à phát đau lúc nào, trước đó có ăn cái gì nhiều không, rồi vị trí đau chỗ nào, nó có làm sao không, rồi đau bao nhiêu lâu, tính chất nó có quặn từng cơn không đó. Tức là cái cách men đi học lâm sàng là mình phải phụ tiến tiếp trước. Còn ra mình đứng trước mặt bệnh nhân như vậy bắt đầu sao đau mấy ngày rồi mới hết chứ, như là không được nha, mình phải phụ. Rồi thì trong cái này nghe thấy cho tôi cái tính chất cơn đau thì thường nó kéo dài khoảng chừng 30 phút đến vài giờ là mấy giờ, thì thường là khoảng dưới 5 tiếng, thường là khoảng chừng 1 đến 2 tiếng thì cơn đau sẽ tự thối lui, tự giảm dần. Thì nếu mà cơn đau kéo dài sau 5 tiếng và bệnh nhân có kẹt sốt thì cái sỏi túi mật này, cái cơn đau ngoại mật này bắt đầu nó có biến chứng sang viêm túi mật cấp, lúc đó nó không còn là cơn đau ngoại mật nữa. Thì chút xíu mình sẽ đọc tiếp theo này là viêm túi mật cấp. Thì khám lâm sàng thì chủ yếu mình sẽ hỏi về tính chất của cơn đau ngoại mật. Thì thông thường cơn đau ngoại mật này nó có thể dễ dàng nhầm lẫn với những cái triệu chứng của những cái bệnh khác mà có tính chất giống như cơn đau ngoại mật. Ví dụ là gì? Viêm tụy cấp. Cái viêm tụy cấp mình đưa lên chỉ có phân biệt đầu tiên. Mấy em biết cái chẩn đoán tôi, mấy em đọc cái bài viêm tụy cấp, mấy em biết chẩn đoán viêm tụy cấp là chẩn đoán gì không? Loại trừ. Loại trừ. Nói mọi người. Tức là cái chẩn đoán cuối cùng khi mà không còn tìm ra nguyên nhân gì khác thì cái chẩn đoán cuối cùng đó là chẩn đoán lâm sàng. Tôi không kể cả lâm sàng ở đây nha, tức là hỏi bệnh kiểm tụng lâm sàng thì cái viêm tụy cấp là một cái chẩn đoán cuối cùng mình nghĩ ra. Cái cơn đau mà gần gũi nhất đối với cơn đau hoàn toàn này đó là cơn đau do bệnh dạ dày và tắc nghẽn. Ví dụ như một cái cơn viêm dạ dày cấp hoặc là loét dạ dày tắc nghẽn nó cũng có cơn đau giống vậy nè, có thể không giống y chang. Ví dụ như thường bị cái đau thượng vị thì loét dạ dày loét tắc nghẽn cũng đau thượng vị không, mà cũng có liên quan đến của em nó. Rồi cái triệu chứng có thể nó cũng mơ hồ, nó làm giống như vậy. Hoặc là một cái những cái bệnh khác, ví dụ như là không phải sỏi túi mật mà là sỏi đường mật chẳng hạn, nó cũng có thể gây đau giống giống vậy. Thế là rồi thậm chí những cái kiểu đau giống như là đau do bệnh gọi là gì, đại tràng kích thích IBS chẳng hạn, nó cũng giống vậy đó. Hội chứng ruột kích thích. Rồi thì khi mà mình hỏi kỹ mình có thể nghĩ đến nhiều cái chẩn đoán, nhưng mà để chẩn đoán xác định cuối cùng thì chúng ta phải dựa vào hình ảnh học. Thời buổi này là thời buổi có công nghệ,
mà nói thế nào mình khỏi bệnh ba cái xong mình xào bệnh nhân ba cái xong mình do những đó xác định được mà phải dựa vào những đó mình làm, thì những phương tiện đó làm nào mình sử dụng để những đó sở của bạn xin làm. À, thì ở đây tôi sẽ bày có năm cái. Chúng ta có một tiếng rồi, thắp nửa tiếng rồi, nhanh nhanh lên chúng ta. Thứ nhất là siêu bụng, thứ hai là x quang bụng. X quang bụng này học hiểu đó là x quang bụng đứng không suy soạn. À, thì cứ mặt đường lớn, CT và MRI. Thì tôi xếp theo thứ tự này. À, thì ưu tiên hơn hết là cái siêu âm. Những cái phương tiện khác thì thường hiện nay thường sử dụng nhất đó là siêu âm bụng và CT bụng. Hiện tại x quang bụng trong những đo sổ thức mặt thì mấy em học cho biết thôi, chứ gần như chẳng có ai mà sử dụng x quang bụng để những đo sổ thức mặt cả. Bởi vì tính chất sao, sổ thức mặt thường là không có cảm quan, nó chỉ có khoảng từ 15-20% sổ thức mặt có cảm quan thôi. Cái này chút xíu mình học qua slide đó, cho nên là cái này cái độ nhẹ nó vô cùng thấp, không sử dụng. Chụp thức mặt đường uống chỉ sử dụng ở cái thời đại mà chưa có siêu âm bụng. Ngày nay có siêu âm bụng, chụp thức mặt đường uống đã trở thành lịch sử. À, nhưng mà mình học mình phải biết, mình sau này mình trở thành bác sĩ mình phải biết. Chứ để mình ra khỏi bác sĩ ơi, tôi đọc trên mạng có cái phương pháp chụp thức mặt đường uống, nó làm sao vậy? Học sinh trả lời học được ha. Mình không ứng dụng nhưng mình phải hiểu. Rồi còn hai cái công cụ đắt tiền hơn đó là CT và MRI. Thì siêu âm bụng ha, đây là cái phương tiện đầu tay, tức là khi mình có nghi ngờ mình cho siêu âm bụng cái ha, thậm chí là bệnh nhân khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe tổng quát thường quy hơn, mình cũng cho siêu âm bụng cái lâu, mình cũng đi siêu âm bụng cái coi chúng ta có gì không. Nó cho nên là đây là một cái lựa chọn đầu tiên đối với trong sự chống sổ thức mặt. Nó có rất là nhiều ưu điểm ha, nhanh chóng rẻ tiền không chân lớn, có thể đánh giá được nhiều mặt chứ không chỉ là thức mặt không. Hiện tại thì siêu âm từ chỗ có chỗ khoảng 80.000, có chỗ khoảng 100.000 thì cái mức đó thì gần như là ai cũng chấp nhận được, không có mắc tiền. À, mà không có xâm lấn nữa, tức là bệnh nhân không có đau, không có phải chích thuốc, không có phải làm một cái can thiệp phẫu thuật gì, không có phơi nhiễm phóng xạ giống như CT. Và có ở các mọi nơi, bây giờ tới phòng mạch bác sĩ cũng có máy siêu âm ha. Cho nên là bệnh viện tuyến huyện, phòng mạch bác sĩ, phòng khám tư ở đâu cũng có máy siêu âm hết, cho nên là sẵn có, cái tính sẵn có rất là cao. Thì cái vai trò của siêu âm nó là sao? Đối với những cái siêu âm có độ phóng nhạy cao, phóng nhạy cao là sao? Tức là những cái máy xịn á, nó nôm na là máy xịn á, giống như mấy em xài smartphone đó. À, cái iPhone 7 hay mấy triệu nó khác chứ cái Xiaomi 2 triệu chứ nè. Tức là mình coi cái màn hình đó, cái iPhone nó sẽ mịn hơn, hình đẹp hơn, nó thật hơn đúng không? Còn cái iPhone, cái điện thoại 2 triệu thì nó nhìn nó hình nó dở luôn luôn. Thì cái đối với siêu âm độ giải cao, tức là những cái máy siêu âm xịn, thì mình có thể đạt được cái độ nhạy trên 95% đối với sỏi 2mm xa trở lên, và đạt hiệu cũng trên 95% đối với sỏi của mình. Thầy cô mình thì các em tạm hiểu này đi, lát chúng ta sẽ tôi sẽ giải thích cho các em hiểu có tin là cái gì tính sao. Tỷ lệ đặc giả và dư giả thì 24%. Các em hiểu độ nhạy và đặc hiệu đặc giả dư giả hết chưa? Hiểu rồi, không cần nói nữa nha. Rồi thì cái con số 95% á, ý nghĩa nó là gì? Giá trị là nó rất cao ha. Trên 95% gần như là một phương pháp rất là ưu điểm, rất là tốt, tức là độ nhạy là em không có bỏ sót bệnh, và độ đặc hiệu tức là không có chẩn đoán sai bệnh ha. Tức là giá trị của siêu âm rất là cao ha, vừa nhanh vừa rẻ, vừa không xâm lấn và vừa giá trị rất cao, cho nên nó lấn át những cái phương tiện khác ha, làm cho những cái phương tiện khác đáng kể đi. Có thể đánh giá chức năng mặt trống của túi mật là sao ha. Thì sinh lý bình thường khi mà chúng ta lớn thì sao, túi mật nó thiếu mật, nó sẽ to, mà khi mình ăn no thì túi mật nó sẽ xẹp ha. Chính là mình siêu âm ở nhiều thời điểm, lúc no lúc đói, cái bệnh nhân lúc đó mình sẽ thấy là túi mật
lúc đói thì to, lúc mà no thì sẹp, thì lúc đó lúc mà còn chức năng tốt. Còn nếu mà mình siêu âm ngay lúc bệnh nhân no mà lúc mặt vẫn to, tức là nó đợi rồi, nó bị liệt rồi, thì lúc đó là lúc mặt nó mất chức năng. Rồi không bị hạn chế bởi tắc mạch, không phơi nhiễm với ông phóng xạ dương hóa, không phơi nhiễm phóng xạ dương hóa thì dễ hiểu rồi, tức là mình không có dùng cái chất, không có dùng phóng xạ giống như không có dùng tia X giống như là CT, thì bệnh nhân không có bị phơi nhiễm, dễ hiểu. Nhưng mà không bị hạn chế bởi tắc mạch là sao? Tức là nếu mà bệnh nhân tắc mạch thì siêu âm mình vẫn thấy, thì cái chỗ này nó bị cái nhược điểm này nó sẽ gặp ở cái túi mật đường uống. Hồi nãy mình có cái slide này đây nha, thì cái phương pháp này nó bị ảnh hưởng bởi sự tắc mật, thì tôi sẽ đi thêm đây nha. Đây là hình ảnh siêu âm, thì siêu âm các em sẽ thấy cái túi mật chúng ta đây, thì cái dịch mật cái đầu dò trên đây mà đặt cái đầu dò trên thành bụng của bệnh nhân, tấn siêu âm nó mới phát xuống, và khi mà cái mô nó hấp thụ xong siêu âm và sau đó nó sẽ phản xạ siêu âm trở lại cái đầu dò, trên đầu dò chúng ta có một cái nhạy cảm, nó có một cái đầu thưng, thì trên đường đi đó những cái vật thể nào mà nó phản âm thì nó sẽ cho ta chúng ta cái màu sáng, nó cản âm lại. Còn cái chỗ nào mà nó không, cái sóng âm đi qua được thì nó cho màu đen. Thì trong hình này mà chúng ta có chứa dịch, chứa nước thì trong màu chúng ta sẽ có màu đen. Đây là mô gan, xung quanh nó là mô gan, sau đây là dịch mạch, đây là cái thành của chúng ta, đây là cái dịch sỏi. Thì cái điểm đặc trưng của sỏi chúng ta đó là một cái hình có một cái đặc độ echo dày. Các em tập quen với cái từ trên siêu âm đi, echo dày nghĩa là cái màu nó sáng, và phía sau nó là có một cái vạt màu đen, người ta gọi đó là cái bóng lưng, hay là cái shadow, tức là cái bóng á, giống như là chúng ta đứng dưới ánh sáng mặt trời, khi mặt trời nó chiếu thì cái bóng chúng ta nó ngã xuống, thì cũng giống vậy đó, tức là sóng âm nó chiếu nó rọi đây thì cái sóng này nó che, đúng không? Thì phía sau của nó mình không có thấy, thì đây là cái bóng lưng của cái viên sỏi, thì đây là cái hình ảnh điển hình của cái sỏi túi mật. Thì các em có thể sẽ thấy trong túi mật có thể có một viên sỏi to hoặc là nhiều viên sỏi kết thành nguyên một cụm, và phía sau cái cụm này mình cũng thấy nguyên cái bàn bóng lưng này, thì đây là cái đặc điểm của viên sỏi. Và muốn xác định chắc chắn hơn nữa, cho bệnh nhân thay đổi tư thế thì cái viên sỏi nó nằm tự do trong túi mật, có thể nó sẽ di chuyển. Cái di chuyển thì mình để đầu dò nó thành bụng, thấy viên sỏi nó di chuyển theo cái tư thế của bệnh nhân. Thì đây là nếu mà mình bắt gặp được những cái ảnh này thì cái độ đặc hiệu trên siêu âm hồi nãy mình nói rồi, nó đạt được tới trên 95%, tức là rất tin cậy. Một số hình ảnh khác, đây là một cái hình ảnh mà cái viên sỏi rất là to, các em sẽ thấy nguyên cái viên sỏi nó to thế này, và cái thành của mặt áo xung quanh nó chỉ còn một lớp dịch mà rất là mỏng, thì cái hình này mình rất là dễ bị bỏ sót, nó không có điển hình với những cái hình như vậy có cái túi mật có viên sỏi trong lòng, mà cái hình này mình chỉ thấy mỗi cái sỏi này thôi, có thể bị nhầm với lại hơi trong tắc đèn, tại vì hơi nó cũng có cái màu sáng và phía sau mình không có thấy cản ngầm. Có thể để đóng nhập, ví dụ chỗ này là hơi, em sẽ thấy hơi nó dễ bị bỏ sót, thì cái hình ảnh này người ta gọi là west side. West là gì, em nào biết không? Không ai biết hết. Thì rất là nhiều, có nghĩa là wall là cái thành á, e là echo, s là shadow. Chữ gì? Tức là cái thành và cái eo dày và cái bóng lưng, và ba lớp liên tục với nhau. Thì khi mà có dấu hiệu này chứng tỏ là lòng túi mật chứa đầy sỏi, và túi mật nó co rút lại, nó ôm sát cái viên sỏi.
và cái não đặc biệt thứ hai đó là vùng túi mật, tức là các em sẽ thấy một cái lớp có đặc độ chẳng âm tương đối dày và phía sau nó không có bóng lưng ha. Bởi vì cái sóng âm có thể đi xuyên qua được cái vùng túi mật này, trong trường hợp này để dẫn đó phân biệt với lại cái thành túi mật nó dày lên thì mình có thể cho bệnh nhân thay đổi tư thế, thì lúc đó cái vùng nó sẽ lắng xuống ở cái phần thấp của bệnh nhân theo cái trọng lực. Thì nếu mà mình cho bệnh nhân nghiêng qua thì cái đám vùng này nó cũng sẽ đổ theo, thì lúc đó thì mình dẫn đó phân biệt với lại cái thành túi mật nó dày lên. Rồi đó là cái siêu âm bụng để chẩn đoán sỏi túi mật. Bây giờ cái X quang bụng thì mấy em chỉ thấy cái khoảng từ 10-15% trường hợp mà cái sỏi cholesterol nó có thể cản quang khi X quang bụng đứng không sửa sọ, và 5% cái sỏi sắc tố. Do đó cái tỷ lệ này quá thấp, cái độ nhạy nó quá thấp và gần như là bỏ sót bệnh rất là nhiều. Do đó người ta không sử dụng X quang bụng đứng không sửa sọ để chẩn đoán sỏi túi mật, mà thường là phát hiện tình cờ khi bệnh nhân chụp X quang bụng vì một lý do gì đó khác nha. Thì ra X quang bụng khi mà thành phần calcium đủ nhiều để cản quang thì chúng ta sẽ thấy vị trí sỏi nó nằm ở dưới cái hạ sườn phải ngay cái vị trí của túi mật. Chụp túi mật đường uống cái phương pháp là mình cho bệnh nhân uống cái viên thuốc có chứa gì đó, thì cái gì đó nó là một cái chất cản quang, nó có tính chất cản quang. Và khi là người ta làm viên thuốc có chứa thành phần gió này cho đi uống thì thuốc nó sẽ được hấp thu vô ruột, vô máu và được nghe cái bài tiết ra mật, được chịu đựng trong túi mật. Thì khi mà cho bệnh nhân uống khoảng từ 1 đến 2 ngày sau thì cái túi mật nó sẽ hiện hình lên và cái viên sỏi nó nằm ở trong lòng túi mật, sẽ trón chỗ cái vùng đó và mình sẽ thấy những cái bóng túi mật, những cái bóng sỏi. Thì cái nhược điểm phương pháp này là sao? Bệnh nhân phải rất là mất thời gian, bệnh nhân phải uống trước 1 đến 2 ngày để cho thuốc nó đủ thời gian hấp thu vô trong máu rồi nó bài tiết ra mật. Do đó nó rất là mất thời gian là một. Cái thứ hai nữa là cái độ nhạy nó thấp. Một số trường hợp á, nếu mà cái chức năng gan bệnh nhân bị suy yếu thì chức năng bài tiết mật nó cũng giảm theo và cái hình ảnh chúng ta không có được cái hình ảnh rõ ràng như thế này. Nha, đây là trường hợp điển hình. Mình thấy có những trường hợp mà cái thuốc cản quang nó được tiến ra đích thì cái hình ảnh nó rất là mờ, và những cái sỏi này nó to, những trường hợp là sỏi nhỏ vài mm mình không thể nào mình thấy được. Do đó mà cái độ nhạy của cái phương pháp này rất là thấp và mất thời gian, và bệnh nhân uống những thuốc iốt này nó có nguy cơ dị ứng, nó có những tác dụng phụ của thuốc. Do đó hiện nay cái đường này không còn được dùng nữa và được thay thế bằng siêu âm. Tôi nói rồi, tức là phương pháp này mấy em học để cho mình biết thôi chứ không có sử dụng nó trong cái thời đại ngày nay nữa. Xin tiến bộ thì đây cũng là một cái phương pháp tương đối đắc lực, chẩn đoán được rõ ràng, khắc phục được một số nhược điểm của siêu âm. Ví dụ như nhược điểm gì là bị cản trở bởi hơi trong ống tiêu hóa thì cái CT nó không bị cản trở bởi hơi trong ống tiêu hóa. Cái thứ hai là siêu âm bụng nó tùy thuộc vào cái người làm siêu âm, tức là nó mang tính chủ quan của cái người làm. Còn CT thì mấy em chụp nó ra cái hình thế này, tất cả chúng ta mọi người cùng coi, ai cũng coi thì nó mang tính khách quan. Tuy nhiên nó có một số cái nhược điểm, nhất là nó sử dụng cho X, cái đó là bệnh nhân bị phơi nhiễm khỏi phóng xạ ion hóa là một. Thứ hai là phương tiện tắt liền, đối với một cái siêu âm trung bình khoảng chừng 100.000 thì cái CT khoảng chừng 1 triệu, nó mắc hơn gấp 10 lần và không phải chỗ nào cũng được trang bị máy CT. Ví dụ như ở Sài Gòn này thì mấy em có thể dễ dàng kiếm máy CT gần như bệnh viện nào cũng có, mà một bệnh viện có mấy máy chứ không phải là một nữa, ngay cả một phòng khác cũng có, ví dụ như bên Medis cũng có, đại học ví dụ cũng có, trợ đẩy cũng có, gia đình cũng có, bệnh viện cũng có, khám cũng có, đâu cũng có hết. Nhưng mà mấy em đi những tỉnh đi thì đa số hiện tại ngày nay một số tỉnh nghèo chỉ có một cái bệnh viện tỉnh là có được cái máy CT thôi, nhưng mà cái máy CT cuộc đời bỏ lại, tức là những cái thế này rất là cũ rồi, CT 2 lắm, mấy em chụp lên rất là mờ, không có thấy.
Hiện nay người ta sử dụng máy CT băng he hoặc là sát bố quá, có nơi hiện đại hơn, ví dụ như bên Philips có thể 158 thậm chí 320 lắc cắt. Thì CT bao nhiêu lắc cắt phải cao thì mới tốt, em nào đi cho đấy gặp tôi nhé, cho đây không có thời gian. Thì đối với CT thì nó sở tướng mạnh thì độ nhạy là 85, độ đặc hiệu là 96. Các em sẽ thấy là độ nhạy này nó nhỏ hơn siêu âm, cho nên là sao chưa chắc để mất tiền hơn và là xịn hơn nhưng mà nó đánh giá được một cách khách quan và toàn thể, do đó CT được chỉ định khi mà sổ tướng mật có chứng chứng ví dụ như tim tướng mật khách hoặc là tim tủy khách do sổ mật, thì lúc đó CT nó sẽ phát huy cái vai trò. Rồi em ra thì đắt tiền hơn nữa, em ra cũng hiện giờ có 3 triệu, do đó là thường không cần thiết thì độ nhạy độ đặc hiệu cũng rất là cao. Biến chứng của sỏi túi mật quá trời luôn nhắc nhanh hết, nhưng mà một cái biến chứng của em mà thường gặp nhất giống như tôi vừa nói xong, đó là biến chứng mật cấp. Thì đây là các cá thể của biến chứng mật cấp, có thể là biến chứng mật lung mũ giống như một thừa đó em, biến chứng mật cũ giống như viêm một thừa lung mũ, lung thừa hoại tử, áp xe lung thừa, đám bách lung thừa, biến mặt bụng thừa, biến mặt phun đuối, biến mặt toàn thể, mặt phải lưng thừa chưa? Đó, nha, thì biến mặt cũng tà tạo vậy đó. Tức là có thể có biến mặt cũ, biến mặt hoại tử, biến mặt sinh hơi, biến mặt bỏ biến mặt, biến mặt phải phát sinh, biến mặt biến mặt mạng, biến mặt nước. Biến mặt nước là sao? Tức là biến mặt trong nước dịch trong, giống như nước, và biến mặt nhầy cũng vậy. Biến mặt trong nước dịch nhầy. Và đó là những cái hậu quả của cái biến mặt cấp. Một số biến chứng khác, ví dụ như là biến mặt cấp, lý do tại sao? Sỏi nhỏ túi mật nó có thể đi theo đó, túi mật nó rớt vô trong cái đường mật chính, nó gây ra là một cái sỏi đường mật thứ phát do sỏi túi mật, nó gây ra viêm đường mật cấp, hoặc là gây ra sỏi đường mật không triệu chứng. Hội chứng IRIZI, hội chứng IRIZI nghĩa là một cái viêm sỏi nó đè vào cái vùng tiểu túi mật, đè vào mật chủ làm cho bệnh nhân tắc mật, nhưng mà cái trường hợp tắc mật này không phải do sỏi mật chủ mà là do sỏi túi mật nó đè vào, nó làm cho bệnh nhân tắc mật. Thì đây là một biến chứng tương đối hiếm gặp, ít gặp thôi, khoảng chừng 1% bệnh nhân sỏi túi mật. Viêm tụy cấp là do viêm sỏi nó rớt vào ống túi mật, nó rớt vào ống mật chủ, nó kẹt ở cơ vòng ở tri, làm cho cái dịch tụy nó trào ngược vào trong ống mật chủ, làm cho dịch mật nó trào ngược vào trong ống tụy, gây ra viêm tình trạng viêm tụy cấp do sỏi mật. Rồi túi mật tắc nè, rồi túi mật tắc nè là khi cái sỏi túi mật nó to, nó ăn mòn cái thành túi mật và nó ăn mòn cái tắc nè, làm cho nó tạo một cái lỗ rò từ trong túi mật rò vào trong tắc nè, và cái viêm sỏi đó từ trên túi mật có thể nó rớt xuống tắc nè, nó rớt xuống bụng non, nó di chuyển dần dần từ mỏng ràng xuống mồi ràng, và khi nó đến cái van mồi bên ràng nó sẽ gây tắc luôn. Bởi vì sao? Cái van mồi bên ràng là cái nơi mà có đường kính nó nhỏ thì viêm sỏi nó sẽ gây tắc ruột được nha. Thì cái bệnh cảnh mà tắc ruột cho sỏi mật như vậy người ta gọi là cái ngâm là gì nha, để đi tìm gì về nhà tự tìm túi mật sớm nha, tức là túi mật nó lắng đọng canxi nha, nó giống như là cái bình sứ vậy đó. Nó mất đi cái sự mềm mại, và khi mình chụp X quang mình đứng lên mình sẽ thấy cái thành túi mật nó thâm nhiễm canxi và nó có cảm quan. Thì túi mật sứ nó là một yếu tố nguy cơ của ung thư túi mật, và cái cuối cùng là ung thư túi mật khi mà cái sỏi túi mật nó nằm đó lâu dài, nó gây ra quá trình viêm mạng tái đi tái lại sau nhiều năm, 10 năm, 20 năm, có thể cái tình quá trình viêm mạng tính đó nó tiến triển thành ung thư túi mật. Thì tình trạng khi một bệnh nhân có ung thư túi mật thì tiên lượng nó rất là xấu. Rồi, đó là các bạn sỏi túi mật mình vừa xong, gần hết giờ.